Sự đây bọn bọn từng học nia ngày nay dừng cả vượt bụng và bàn tay môn nâng cả vượt bụng chờ xong sơ chung ngào thay krom dừng là vò thu nâng đỡ lời đuôi ngặt mẹn tên hay ạc sơ khuyên chô thư mê riêng toàn bê về lý chờ miên sơ về mối đẹp hò tư ai còn phôn thừa nâng cứ là hôn một đọc tiền ý cứ còn phôn cho thừa bàn tịch nẻ phôn ai nằm nia bắt tay nà hỏi chật đò phải nói phôn ngày chỉ đúng đàm khai nâng dương thừa phải nói exam hỏi ai cua tay prang prang bằng tích và ai nhầm khơi nẻ đại comment nhầm nơi trong video đại học học từ nâng cứ bán của mùi nè và nè ấy hai con sợ làng xam sụp nè hai ọt khuyến mình đang thà con con đang chưa lưu rưu cổ giảm mấy chẳng đang chờm đang tê bằng tay cụ tài dân chất chọc ấy cụ tài miền phêl bằng tay tìm hai bàn chân và cho tôi cũng bình survey nâng tới đặc biệt riêng sắp xa tạm online ta bồn bồn dù thà bình mà đích nông ca sắp xa tạm online nâng bà hay lấy dưỡng cây lùng hạt mê riêng trong crowd là bao dưỡng cư unit 12 time to celebrate nhưng mà I'm going to get married complete the sequences with the correct months sequence nó miền này thà tam lục đập đào nhé bong bốn á giờ mới January March May July giờ mới January February March mà lòng mùi mùi chẳng mà lòng mùi mùi mà lòng mùi mùi được không number two nó cứ giờ mới June July August September bị ẩn lộ này chẳng giờ đặt June mà September, October, November, December, yeah. Ấn lộn tí. Chẳng như mơ July, July hỏi dân thử miên khai ấy bốn. Bạn chia tới đó October hỏi. Chẳng mơ viêm lộn của mạng khai, October nó khai đọc à. Và October, hỏi July nó khai phẩm phẩm tí. Chẳng còn mà lộn bay á bốn á. Và cho lọc đá này bây giờ chẳng nâng của dân thờ họp chẳng đá dân mới January và dân mới February March April mình chẳng cái lại này April này của việc bây January February March April và cho lọc nâng dân mà cho lọc lọc mà đó July nâng cứ bây ok dù mới tìm prám mấy hai viên bởi dân thầm đá mấy June, July, August chắc là ní bì á và chẳng món đó đó mấy cứ khai ấy dân lọc bì mấy April, March March hay February ná February chẳng February lại ní ná và February chẳng dân lọc tạm lần mất number two look at Kelly's birthday calendar, when is each person's birthday? Write sentences with words for the dates. Number one, Makoto's birthday is June 22nd. You mơ tụi tạm ngày á, mơ tạm ngày. Makoto's cello birthday is June 22nd. Hay giờ mơ Kelly Brown birthday Kelly Brown và birthday calendar dân dân đại ông á hay Lucia Ferrari's birthday June 29th. Hay giờ mơ Jack O'Dell June 30th. Giờ mơ Don Stewart July 1st. Daniel Lucas July 5th. Amanda Rivera July 8th. Emily Sampson July 12th. Ba
Chẳng dừng mà mơ tìm bài điện máu, circle the correct words to complete each sentence. Number one, Jacob's going to visit. Chẳng Jacob's going to visit relative on Sunday and in this one. Dừng mà number two, Mr. and Mrs. Davis are going to are going to drive. Ba, cứ are going to drive. Nàng ấy, dừng chờ rồi nìm mơ. Number three, we are chẳng we are not going to go to the beach. Number four, Chad is going to not on Friday. Chad isn't going to take. Number five, are you going to stay? Ba ni, are you going to stay? Yes, I am. This one. Is Sarah going to study in Brazil? No, she isn't. This one. No, she isn't. Number four, look at the calendar. Write sentences about the people's future plans. We'd be going to use the words in parentheses. Click more calendar. Write sentences. Be going to. Chẳng dùng mơ calendar kia thử ấy khá. Yeah, dùng mơ travel. Dùng mơ number one kia đã travel. Chẳng dùng mơ Ely, example, Ely is going to travel to Ecuador on March 22nd. Yeah, dùng mơ nè. Ely's trip to Ecuador. Chúng có travel to lấy dương mơ start a new job. Bà vì nà tới chấp đàm nơi càng nhiệt thầm mấy á, bố ná. Chấp đàm nơi càng nhiệt thầm mấy, start a new job. Dương mơ bì nè máu, vacation trip, then first day at new job, nè, 21. Yeah, 21. Chẳng dừng xe thăm mạch tớ, Daniel is going to start a new job, và ngày nát, on April 21st, vừa dự khai April, nát, April 21st, graduate from college, vì nà ghi bà chọc ca sức xa vì college, nè, nít first day at college, ni vacation ni graduation ni teams graduation from college jeung jeung to say mo tha team is going to graduate from college on May 7 na jeung rian to say jeung mo going on vacation mean ni tha tau da leng vismakal go skydiving start college get married have a party. Sẽ tập ôn bịa nâng dương thuộc bàn riêng trẻ hãy nha. Và chẳng nhầm bà tôn thì tiếp tục coi dương check luôn ai anh tới của mình khâu đáy cho chưa chẳng. Nhưng mà number 5, write yes or no question we'd be going to and the information in parentheses. Coi dương tôi say yes, no question chúng mình be going to nè. Hay nâng qua miễn là không parentheses. Then complete the answer. Yeah. Like number A, are you going to take a taxi to work? Yes, I am. Some note in mind, you know, because you know, are they going to get married next week? No, they aren't. Yeah. You must know that I, is he going to create a website for me? No, he isn't. You must know that are we going to eat out on Friday? Yes, we are. Is she going to look for a job? Yes, she is. Are you going to do the dishes tonight? No, I'm not. Okay. Number 6. Complete the chart with information about future plans for you, your family,
or your friends use the events in the book or your own ideas. Người ta châu vùng bình đà ráng nơi bò rà miến đây em bí cầm rô ca trong thay nà cút nhé, cầm rô ca nà cút xâm rộng nè xâm rộng rô xa nè rứ có một phía bọn nè ráo bật tí ká use the event in the book or your own idea. Anh ấy event này nè không có ổng nè hay dương anh và thay em cầm nất luôn dương thiệt màu. Và example dương mơ nhìn mơ nơi khổng dùng mới cái đặt mark. Hoi nâng Liz are going to get married on August 3rd. Yeah. Dân anh ấy dân đặt mọc luôn này nhé. Dùng mới get married đó. Vì nà kê chú mô ấy dân máu. Yeah. Number 1 chú mô ấy. Hay kiên thử ấy. Hay nâng ngày nào. Chúng ai sắp phía mất phía ấy chẳng, nâng biếp sắp phía nè. Và rồi bàn vào mùi nẹ mắm chú mua. Ai thử ấy hay nâng ngay nè. 7. Write sentences with the information in exercise 6 and be going to. And I say bây giờ, mùi nâng phó miễn with information in exercise 6 and be going to. Chẳng exercise 6 nâng lưu mà nhớ nha. Nhưng kia dân cho phó miễn mà tôi sẽ nâng nâng. Dạ, kìa nhé. Mark and Liz are going to get married on August 3rd. Dương đã phía nào, number 1, hold on number 6 mà. Okay. Sure, I love to. Yeah, I love to. You may complete the words with the correct letters. Yeah, lại nắng, you may, I'm sorry, I can't. I'm afraid, I can't. I'm really sorry, but I can't. Yeah, like sure, I would love to. Sure, I love to. Yes, that sounds great. Sounds good. Sound good. Number 2. Complete this conversation with phrases from exercise 1. More than one answer is possible. Chưa hai chùm lòi ai đây mà đón tới là mình mò dù nè. Dù mưa number 1 nè. Cứ dân đã I'm afraid I can't. Number 2 cứ sure I love to. And number 3 yeah that sounds great. Yes that sounds great. Tiếp bây đi kia dân thưa đôi khi đi. Nâng ai. Dù mưa see planning a party. Person mà dương miên cầm rộng thua bị thi chụp liền á, tại dương miên cầm rộng thua ấy khá. Put the letters in the correct order to make party checklist phrases. Kéo dương đặt letter nâng nông cầm rộng nâng ở bàn tâm trầm trữ làm bây make party checklist phrase. Làm bây thua clear checklist tùm hẹp bị thi chụp liền ngay mũi nâ. Chờ mơ number 1 choose the music. Dạ, nâng phôn đôi chia dừng chơi hát clear tiếng toán phòng phòng bày nắng và nếu send the invitation này á con make a guest list này á dừng hao với nắng á nắng chờ tập ai check luôn này nhưng buồn nơi càng đau nắng vì miền ai nhưng mà number 2 look at the pictures complete the sentences with a phrases from exercise 1 and be going to. Dùm mơ number 1, Tona is going to make a guest list. Cho dùm mơ Danilo. Dùm mơ Danilo got can menu. Chẳng got is going to plan got plan ấy bốn. Plan menu. Rồi có aha. Nè. Plan for the menu. Plan the menu. Và bà này thả một mà hộp nhằm nơi phê chụp liền á tại còn chưa được một hộp ấy khá nhưng mà Ben có thử ấy lục Ben nó party invitation chẳng Ben nó có nâng send the party invitation này anh mi dọn nó có buy gift yeah
con nè họ con nè buy gift tình cà đô chẳng si Mayon is going to buy some gift play party music ní có plan music hay Rodrigo ní cứ có cook yeah có cook ấy nhưng mà có cook for the party. Okay, this one complete the chart with the correct object pronouns. Chẳng ai từ object riêng qua lại miền này ta cầm một bọt á, cầm một bọt. Phần tay này là sắp phần niệm đào tu chia cầm một bọt. Miền sắp phần niệm đào tu chia bật thiết hay sắp phần niệm chia cầm một bọt á. Được me, and you, and you the dial, he, him, see, her. It, now it, the dial, we, us, they, them. Chúng phụ át bót hay nâng chlòi xùm nua nâng khẳng khao nâ. Chị tụ tử phụ con thử nâng phụ con ấy bình đôi prai ấy mình chạm bạch đấy nâ. Dạ, đôi chìa, I think that is where it easy for you. Còn tại đặt nơi object pronoun đi. Rồi, nè, giờ mơ read email to correct underline mistake. Chẳng underline nít là khó hành. Chẳng những cái thứ mà trở dụng dụng mong tôi sẽ gần khó bình. How are you? I'm busy with Mai and Susan. I'm going to take them. Yeah, I'm going to take them to a soccer game at 12 o'clock. Nâng ngày. Nâng kéo nâng dừng xe ẩm áo. Yeah, number 5. Put the words in correct order to make sentences. And it goes on so cheap about that, mother. What are you going to? What are you? You murmur, what are you going to buy for Jen? To buy Jen. What are you going to buy Jen? Nita, you can name our Jen. Number 2. Who's Henry going to help? Ba chồng. Have him who and who's going to help me and Henry nè Jack. Who's going to help me to help Henry and me? Number 3, Yumel. When John, no man John ever, going to see John. But when are you going to see John? Number 4, how is Sonja going to send the invitation? 5, what time? Mình men à đấy cứ vì miền is đó. What time is he going to call Paula and Vera? Yeah, 6. Where is he going to meet you and Jim? Okay. Human number 6, write conversation with a question from exercise 5. And the information in the picture, use object pronouns in the answer. What are you going to buy, Jen? I'm going to buy her a hat. Yeah, so, Ani, take it on. Lily birthday party, Friday. Ani ngay khúc nào bà con. Yeah, where? Yeah, giờ mở sầm núi dân xua thơm bài giới lại nữa. How is Sonja going to send the invitation? Yeah. How is Sonja going to send the invitation? Nhưng mà how? Chẳng dừng cho lời thầm mạch đó. Sonja is, rồi gọi dừng thầm xí. She's going to send her invitation by Egypon. Nhưng mà what, where and when? Chỉ mở tạm internet ấy, nhưng bài email này chẳng hết á. Yeah. Number 3, who is
who is going to help Henry and me? Dương vô ni mà nhớ dương dương đặt Frank. Frank is going to help us. Và dương mình bị nhã dương đặt us. Mày nè. Frank is going to help us. Number four. What time is he going to call Paul and Vera? I'm going to call Paul and Vera at 7 o'clock. Where is he going to meet? Where is he going to meet you and Jim? Chẳng như khỏi nơi chụp nơi lại làn trong mình chẳng. She's going to meet us. She's going to meet us at the bus stop. Six. When are you going to see John? I'm going to see him on Monday. Okay, your birthday celebrated. Dừng chậm á, birthday. Chưa hai chấm lòi tại mà đoàn tới đời xa tại lại nâng cứ tôi ôn an đi. Look at the invitation. What are they going to celebrate? Chúng ta birthday rồi có Joe birthday. Lại nâng á. Chúng ta an đồ bộ nước khơi nhé. It's Joe birthday. Lấy chúng ta mơ through ni bóng bằng cho ai ôn tiền chấm lòi. Number one, true. Number two, anai. Number three, true. Number four, F. Number five, true. Number six, anai. Okay. Yeah, ok, tran bon. I som cho room saksa. I neng riep jam trim long to achnea. I neng riep jam. I tut koi cho neng tu chia mock exam. Chỉ cả check tổng hợp này nhé, tổng hợp của bạn.